Quý vị và các bạn, đối với mỗi cặp vợ chồng sau khi kết hôn cho đến khoảnh khắc đón đứa con nhỏ chào đời của mình, đây là những khoảnh khắc rất đẹp và rất thiêng liêng. Tuy nhiên, theo Hương Thanh để ý rằng, dù các bậc cha mẹ lần đầu tiên có con hay là những lần tiếp theo thì đều gặp phải những lúng túng ngỡ ngàng trong quá trình chăm sóc cho con, nhất là trẻ sơ sinh. Sở dĩ như vậy bởi vì chăm sóc trẻ sơ sinh thì cần có sự tỉ mỉ và cẩn thận của cha mẹ. Và đặc biệt trong giai đoạn đầu và đối với những cặp vợ chồng lần đầu tiên có con thì chắc chắn vẫn còn rất là lúng túng. Và đây là thời điểm cần rất là nhiều những lời khuyên về kỹ năng chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Và hy vọng rằng phần tư vấn ngay sau đây sẽ giúp cho các ông bố bà mẹ thêm vững vàng chăm sóc con mình trong giai đoạn đầu đời. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Thu Thảo, nữ hồ sinh trưởng khoa sản Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt. Và chị Thảo sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái kiến thức thật là hữu ích để có thể chăm sóc sức khỏe mẹ và bé thật tốt sau khi sinh. Thưa chị Thảo, thường thì sau khi sinh thì mẹ thường rất là mệt mỏi, căng thẳng và phải chịu những cái cơn đau sau cái cuộc chuyển dạ vừa rồi đó. Thì thường là rất là lúng túng trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cho bé. Và đặc biệt là với cái tình trạng mà nhiều mẹ gặp phải đó là bé không chịu bú hoặc là sữa mẹ chưa có xuống kịp. Như vậy thì chị có lời khuyên gì trong cái trường hợp này ạ? Trước khi mình đi sanh đó là tất cả các bà mẹ nên chuẩn bị một cái tâm lý để cho cái việc mà cho con bú đó. Thì tại vì người ta vẫn cứ quen với cái thói quen là sau khi sanh 3 ngày sữa mới ra. Nhưng mà thực chất á, theo người ta nghiên cứu á, là sữa nó đã có trong vú mẹ từ lúc thai 20 tuần tuổi rồi. Nên mẹ phải biết cái điều đó để khi mẹ sinh ra mẹ cho con bú liền. Sữa lúc đó nó không có ra giống như là mình 2-3 ngày sau mà khi nào con bú nó mới ra. Mà khi con sinh ra là dạ dày con rất nhỏ, theo tự nhiên là nó rất nhỏ, nó khoảng như mà một trái nho á, thì khoảng 1 cm thôi, 1 đến 1.5 cm. Thì khi mà mẹ với cái lượng sữa mà ít như vậy với cái dạ dày của con đó là theo tự nhiên nó đã rất là thích hợp rồi. Thành ra là mẹ cứ yên tâm, khi mẹ đẻ ra mẹ cho con bú vú mẹ và chỉ cần 5 ml sữa hoặc là vài giọt cũng là đủ với con rồi. Rồi va cử sau, thí dụ như thế là con chưa đủ thì con lại khóc, lại cho bú nữa thì con lại ra một ít sữa. Mà cái sữa non đó là cực kỳ quý. Nếu mà mình nói về sữa non thì phải nói một buổi mới hết được hoặc một ngày mới hết được. Thành ra là các mẹ nên chuẩn bị một cái tâm lý, nghĩa là mình đã có sẵn sữa trong vú và mình sẽ cho con bú khi con vừa chào đời. Vâng thưa chị, như vậy thì với những cái trường hợp mẹ sinh mổ phải nằm hậu phẫu thì không có thể cho bé bú liền sau sinh. Như vậy thì với những cái trường hợp này thì chúng ta phải giải quyết như thế nào ạ? Với cái những mẹ mà sanh thường thì rất là đơn giản rồi. Nhưng mà nhớ với những mẹ sanh mổ thì sao? Người ta rất là phân vân, có những mẹ rất muốn cho con bú sữa mẹ liền nhưng mà lại đang nằm ở phòng hậu phẫu. Nằm hậu phẫu thì thường 6 tiếng sau mới được gặp con. Thì thường ở bệnh viện của Hoàng Mỹ Đà Lạt thì người ta vẫn làm da kề da khi mình mổ đẻ. Nhưng mà thường mình mổ đẻ thì mình sẽ rất là mệt nên là da kề da không có được lâu. Thì làm sao em bé làm sao lấy sữa đâu là bú? Thì ở bệnh viện Hồng Mỹ, các bạn nữ sinh sẽ hướng cho bà mẹ hai hướng. Thứ nhất là mình có thể xin sữa mẹ của người nhà mình có ai đang sanh đó đang cho con bú thì mình có thể xin cái sữa đó, hoặc là mình có thể xin sữa của những bà mẹ an toàn, nghĩa là bà mẹ không có mắc những cái bệnh truyền nhiễm đó. Rồi cái hướng thứ hai là mình sẽ cho uống sữa công thức. Nhưng ở bệnh viện thì nữ sinh vẫn khuyên các bạn là nên chọn cái sữa mẹ vì nó sẽ tốt nhất cho con. Và mình chỉ cần bú vài cử thôi là mẹ đã về rồi, thì lúc đó mình sẽ cho em bé bú vú mẹ. Thì đó là cái mà bà mẹ phân vân nhất khi mình đi mổ. Thì ở bệnh viện Hoàng Mỹ đang áp dụng cách đó. Thì hy vọng là các mẹ sẽ thấy an tâm hơn khi là mình có sanh mổ đi nữa thì mình cũng có hướng giải quyết cái chuyện bú sữa mẹ cho con rồi đó. Một số mẹ thì thường có cái quan điểm là khi sinh bé xong thì phải kiêng ăn một số thức ăn hoặc là kiêng tắm theo cái quan điểm cũ. Như vậy thì chị có ý kiến gì ạ? Sau khi sanh thì các mẹ thường kiêng là không tắm rửa, rồi phải kiêng thức ăn này thức ăn kia. Thì thật ra không nên kiêng gì hết. Tắm rửa cũng không phải nói là không kiêng, nhưng mà không có nghĩa là mình cứ mỗi khi mình thấy dơ là mình vô mình tắm rửa liền, không phải. Nghĩa là mình hạn chế tắm rửa thôi chứ không phải kiêng. Thì khi mình tắm thì mình cũng tắm nhanh và giữ ấm nhanh. Thứ hai là phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Và lúc đó mà nó mệt rồi mình còn kiêng ăn nữa thì chắc chắn là mẹ sẽ không có đủ sữa cho con bú và mẹ sẽ không có sức để chăm con.
Vì con là sẽ, có khi có con là mình sẽ có nhiều, dùng phải nhiều thời gian, nhiều sức lực cho con lắm. Thành ra là để tránh cho cái việc mà mình căng thẳng trong cái việc nuôi con thì mình nên giữ sức khỏe cho mình tốt cái đã. Xin được cảm ơn chị Thảo rất là nhiều với những thông tin hữu ích mà chị đã vừa chia sẻ đến quý khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên ngày hôm nay ạ. Chúng tôi cũng hy vọng rằng qua chương trình hôm nay thì quý vị và các bạn, và đặc biệt là các bà mẹ, chúng ta đã có thêm những cái kiến thức hết sức là hữu ích để có thể chăm sóc bản thân cũng như chăm sóc bé thật là tốt, và có những ngày tháng làm mẹ thật là tự tin, thật là thoải mái nhé.